Thanh niên số nhỏ đi tìm Sugar Baby đụng nhầm phóng viên VTV, ra giá, giá 10 triệu một tháng tuần ra 3 lần. Mới đây, VTV 1 phát sóng bản tin phản ánh dịch vụ thuê người yêu với nhiều câu chuyện không tưởng, trong đó nữ phóng viên VTV đã chủ động tiếp cận anh chàng sinh năm 96 đang có nhu cầu tìm người đi dạo xem phim để tránh gặp những trường hợp khó lường. Phóng viên VTV đã bày tỏ mong muốn được tìm quán cà phê nhưng bị chàng trai từ chối, đáng nói khi cả hai bên gặp gỡ thay vì chỉ trò chuyện đơn thuần như bài đăng trên nhóm Thuê người yêu, nam thanh niên bất ngờ tỏ ý tìm Sugar Baby. Không chỉ thế, anh chàng còn có những hành vi động chạm nhạy cảm trong lúc nói chuyện và liên tục rủ nữ phóng viên đi nhà nghỉ, nói về mức giá và điều kiện để làm sugar baby, đối tượng đi thuê chốt mức 15 triệu một tháng, một tuần đi nhà nghỉ 2 đến 3 lần. Trong quá trình hai người trò chuyện, bạn ấy luôn có hành động và cử chỉ xúc phạm vào thân thể của mình, dùng lời lẽ không được lịch sự cho lắm. Lúc đầu mình bảo để mình chọn quán nhưng bạn ấy bảo để bạn ấy đến đón, mình cũng ok để xem bạn đưa mình đi đâu. Suốt quãng đường bạn đưa mình vào các ngõ ngách rồi bảo tìm quán này quán nọ. Khi mình thấy xe đến ngõ cụt rồi mình mới bảo bạn ấy vòng xe ra đi. Lúc sau, mình nhìn thấy một quán ngay mặt đường mình chọn luôn. Trong cuộc trò chuyện bạn ấy cũng đề cập đến việc vào nhà nghỉ, từ tìm người trò chuyện và xem phim đã chuyển thành thuê Sugar Baby. Nói về mức giá và điều kiện, bạn ấy bảo sẽ chu cấp 10 triệu đồng một tháng, tuần gặp 2 đến 3 lần, chỉ cần mình ngoan và biết chiều là được. Khi mình ngỏ ý muốn tăng giá, bạn ấy chốt con số cuối cùng là 15 triệu một tháng rồi liên tục có hành động nhạy cảm với mình tại quán cà phê. Không chỉ thấy, bạn ấy còn rủ mình đi nhà nghỉ ngay lập tức. Tuy nhiên, khi mình đã đề cập đến hợp đồng giao kèo giữa hai bên cùng những trách nhiệm cụ thể thì bạn ấy lảng đi. Sau khi trò chuyện được 30 phút thì bạn ấy đứng dậy bảo mình đi cùng. Mình phải giả vờ bảo anh cứ xuống trước đi rồi em xuống, rồi mình đã nhanh chóng chạy vào nhà vệ sinh và ngồi thấp người xuống. Đợi mình quá lâu, bạn ấy nhắn tin và gọi hỏi liên tục. Những ngày sau đó bạn ấy vẫn liên tục thắc mắc lý do vì sao mình biến mất hay bạn ấy có điểm gì mình không ưng ý nữ phóng viên kể lại Thông tin trên nhanh chóng được chia sẻ trên các fanpage có hàng triệu lượt theo dõi, đa số cư dân mạng đều lắc đầu ngao ngán trước hành vi sai trái với thuần phong mỹ tục của nam thanh niên, rồi mặt làm mờ kiểu này gia đình bạn bè đồng nghiệp biết rồi giấu mặt đi đâu, xấu hổ, thanh niên sống buông thả quá, như này vừa tốn tiền vừa dễ mang bệnh vào người ấy chứ. Giới trẻ bây giờ ngày càng tệ vậy sao, tốn đồng tiền để thoá cái tính bừa bãi của mình, giờ xấu mặt cả dòng họ rồi. Không chỉ thế, mọi người còn liên tục để lại bình luận mỉa mai việc anh chàng 96 đã tìm nhầm phóng viên VTV. Thôi xong, năm nay bính tí 96 dính cả tam tai lẫn thái tuế, chúc vui. 96 năm nay tam tai cộng thái tuế, nhưng mà bạn nam làm gì mà tuổi trẻ tài cao thế nhỉ? Tầm thuê một tháng 15 củ là không phải dạng vừa. Thanh niên tưởng kéo ngon, ai ngờ lên tivi cả nước xem, hài hước. Sugar Daddy và Sugar Baby hay còn gọi là bố nuôi, con gái nuôi trên mạng xã hội. Đây là mối quan hệ không có sự ràng buộc về mặt tình cảm, chỉ gặp gỡ để giải quyết nhu cầu sinh lý rồi thanh toán tiền theo con số đã thỏa thuận. Trước đó, thông qua những hội nhóm tìm kiếm Sugar Daddy, Sugar Baby, một người đàn ông đã tiếp cận một cô gái tại quận Cầu Giấy và nhận làm Sugar Baby với mức giá 8 triệu đồng một tháng. Sau đó, người đàn ông đưa cô gái này về nhà, qua lại và dùng điện thoại ghi lại những hình ảnh nhạy cảm. Dù chưa nhận được của bố nuôi đồng nào, nhưng ngay sau đó cô gái đã bị tống tiền, ép phải đưa 15 triệu đồng nếu không sẽ tung những hình ảnh nhạy cảm lên mạng. Sự việc chỉ được giải quyết khi có sự vào cuộc của cơ quan chức năng. Hiện nay, không chỉ có cá nhân tự đăng tải thông tin tìm kiếm con mồi mà các công ty núp bóng tìm người yêu cũng được mọc lên như nấm. Trong kinh doanh, khi cá nhân tự giao dịch mà tiềm ẩn nhiều nguy cơ thì người ta sẽ nghĩ tới những đơn vị là trung gian, chuyên nghiệp trong việc ký kết hợp đồng, giao kèo với những điều khoản cụ thể, đảm bảo quyền lợi cho các bên tham gia. Với dịch vụ thuê người yêu này cũng có những đơn vị như thế. Qua tìm hiểu của phóng viên, chẳng có bất kỳ hợp đồng với những điều kiện cụ thể nào được đưa ra. Thứ phóng viên nhận được chỉ là một danh sách hình ảnh những cô gái với mức giá 6,5 triệu đồng một ngày, bỏ qua chuyện đây có phải là hình thức lách luật bán hoa trá hình hay không theo tư vấn của các luật sư với tâm lý lo sợ của các nạn nhân không muốn lộ chuyện nhạy cảm pháp luật sẽ khó có thể vào cuộc kịp thời nếu những giao kèo này phát sinh rủi ro ngoài dự kiến